Chào mọi người nha, mình là Hùng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái chủ đề về cái căn bếp ướt. Vậy thì chúng ta hiểu căn bếp ướt là như thế nào chưa ạ? Căn bếp ướt á, là một cái nơi để chúng ta diễn ra những hoạt động như là sơ chế nè, hoặc là rã đông nè. Cũng có thể là chúng ta làm những thực phẩm tươi sống ở cái căn bếp này. Và khu vực bếp ướt á, thì người ta hay bố trí một cái chậu rửa, một cái vòi và một cái tủ lạnh. Và ở đây thì người ta sẽ làm một cái mặt bàn đá, bên dưới sẽ có một cái hệ tủ nhỏ nhỏ. Những ai ít quan tâm thì người ta sẽ không cần làm hệ tủ bên dưới, mà những cái thiết yếu như là chậu, vòi và tủ lạnh là những cái được tập hợp tại căn bếp ướt. Và giữa căn bếp ướt với lại căn bếp khô á, hay còn gọi là căn bếp chính, chúng ta sẽ luôn luôn có một cái cánh cửa để tách biệt ra hai nơi này. Một á, là những cái gì mà bừa bộn hoặc là người ta ít muốn được show ra, được thể hiện ra thì người ta hay làm những cánh cửa để khép kín lại hai khu vực này nhé. Rồi thì cái căn bếp ướt là dành cho những người mà có những cái người giúp việc ở nhà, thì người ta sẽ làm một cái hành lang hay còn gọi là một cái nơi để người ta đi chợ từ cổng đi thẳng vào trong khu vực bếp ướt để lưu trữ đồ ở đó, để sơ chế ở đó. Sau khi mọi thứ diễn ra xong hết thì người ta mới mang cái thực phẩm đó đem lên trên căn bếp chính hay còn gọi là bếp khô để người ta tiến hành là nấu nướng. Và mình nhận thấy một điều là những người mà có cái căn bếp ướt là những người mà ít nấu ăn, người ta ít nấu ăn và người ta thích một cái không gian nó được thông thoáng và thoải mái. Đa phần là người ta sẽ ở ngồi là chính. Cái căn bếp ướt thì giúp cho cái người mà giúp việc hay còn gọi là người quản gia, họ sẽ hoạt động ở cái khu vực đó nó hiệu quả hơn. Còn nếu như mà chúng ta hiện nay á, gọi là ở nhà thường xuyên mà chúng ta thường hay nội trợ, thì chúng ta nên làm một cái căn bếp tổng hợp thôi, đầy đủ mọi thứ và diễn ra ở tại đó. Cần thiết thì chúng ta sẽ làm thêm một cái đảo bếp nho nhỏ. Ở đảo bếp thì chúng ta cũng lắp thêm một cái chậu để chúng ta rửa trái coi, rửa ly. Còn cái chậu chính mà chúng ta sinh hoạt thì sẽ làm những thực phẩm tươi sống, rửa và sơ chế tại đó. Đấy, như thế cũng là một cái ý thực sự là nó phổ biến hiện nay. Chứ còn mà cái căn bếp ướt kia thì mình thấy cái tài liệu về nó cũng khá là khiêm tốn. Trước thì mình có thấy một điều là người ta hay làm những cái vòi nước. Và ở khu đó thì người ta cũng làm cái mặt bàn đá thôi để rửa là chính, rửa và những cái thực phẩm tươi sống là chính. Còn hiện nay thì người ta làm luôn cả một hệ tủ rất là hành tráng, tương tự như căn bếp khô luôn, nhưng mà chẳng qua là không có cái bếp để nấu nướng thôi, còn lại mọi thứ thì đầy đủ về tương tác hết. Thì vừa rồi thì mình cũng có làm một cái căn bếp gọi là căn bếp bếp ướt như thế. Thì mình nhận thấy một điều là những người mà làm căn bếp ướt thì họ có một cái lối suy nghĩ và tư duy cũng khá là hay. Mình thấy cũng có nhiều cái để có thể là học hỏi. Vậy thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người để chúng ta hiểu được cái góc nhìn về cái căn bếp ướt nó sẽ là như thế nào nhé. Và nếu như chúng ta có điều kiện và một ngôi nhà rộng lớn thì nên phân làm hai khu như thế. Thì mình nghĩ nó cũng sẽ giúp cho cái quá trình mà chúng ta giữ cho cái không gian nó luôn sạch sẽ cũng là một cái điều rất là hay và lý tưởng đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Nếu chúng ta còn quan tâm hoặc là có câu hỏi gì thắc mắc về căn bếp ướt này, muốn mình giải đáp thêm thì có thể là đặt bên dưới phần bình luận, mình sẽ giúp mọi người giải đáp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.